Tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan, Zbigniew Rau, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 3 năm 2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của chính phủ Ba Lan đối với cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan cũng như người Việt tại Ukraine sơ tán sang Ba Lan trong thời gian vừa qua. Đồng thời đề nghị chính phủ Ba Lan tạo điều kiện để người Việt tại Ba Lan ổn định cuộc sống, đóng góp thiết thực hiệu quả cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Ba Lan. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao việc Ba Lan nhiều năm qua luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại Trung Đông Âu. Bày tỏ vui mừng về việc thời gian qua, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh ngạch thương mại hai chiều năm 2021 và năm 2022 đều ở mức cao trên 2,5 tỷ đô la Mỹ. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ba Lan tạo thuận lợi cho các sản phẩm nông lâm và thủy sản của Việt Nam có mặt ngày càng nhiều hơn trên thị trường Ba Lan, khuyến khích các doanh nghiệp Ba Lan đẩy mạnh đầu tư vào các lĩnh vực dược phẩm, chế biến thực phẩm, công nghiệp chế tạo. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ba Lan sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam EU EVIPA để tạo thuận lợi cho hợp tác đầu tư bình đẳng cùng có lợi giữa hai nước, thúc đẩy Ủy ban châu Âu EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam, đáp ứng lợi ích người tiêu dùng Ba Lan và EU cũng như bảo đảm sinh kế cho hàng trăm nghìn lao động trong ngành ngư nghiệp Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã trao đổi với Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan, Zbigniew Rau, về một số biện pháp thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, khoa học công nghệ. Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Ba Lan cam kết sẽ thúc đẩy các bộ ngành của Ba Lan phối hợp với phía Việt Nam nhằm cụ thể hóa các ý kiến của Thủ tướng Phạm Minh Chính, có phần đưa quan hệ hợp tác song phương ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả, đồng thời bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực mà Ba Lan có thế mạnh như công nghệ thông tin, thành phố thông minh, công nghệ xanh, bảo vệ môi trường. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan nhất trí hai nước cần tăng cường hợp tác trên các diễn đàn đa phương và khu vực về vấn đề biển Đông. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, cũng như giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Nhân dịp này, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan trân trọng chuyển lời mời của Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sớm thăm chính thức Ba Lan thủ tướng phạm minh chính trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm ba lan vào thời gian phù hợp với cả hai bên